Mở rộng điều tra đường dây bảo kê xe quá tải tại trạm cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tố 12 bị can về tội môi giới hối lộ và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các bị can Lê Bảo Ngọc, 33 tuổi, Hoàng Thị Việt Hà, 39 tuổi, Hoàng Hiệp, 50 tuổi, quê Hà Tĩnh, Hoàng Thanh Sĩ, 49 tuổi và Tạ Thị Thu Trà, 44 tuổi, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, trong nhóm này, bị can Hoàng Hiệp từng công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2004 đến năm 2011. Năm 2016, Hiệp làm cộng tác viên của một tạp chí. Đến giữa năm 2021 thì nghỉ làm cộng tác viên. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Qua mở rộng điều tra, lấy lời khai từ các bị can trong vụ án, nhiều chủ xe, tài xế xe tải, cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt giữ Hoàng Hiệp cùng đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Hiệp từng công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2004 đến năm 2011. Năm 2016, Hiệp làm cộng tác viên của một tạp chí. Đến giữa năm 2021 thì nghỉ làm cộng tác viên. Theo cơ quan công an, Hiệp biết các chủ xe kinh doanh vận tải hàng hóa thường lưu thông trên các tuyến quốc lộ, thường xuyên bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt. Vì vậy, Hiệp nói có mối quan hệ quen biết với nhiều cảnh sát giao thông ở nhiều tỉnh, thành, có thể đứng ra xin giúp xe vi phạm giao thông. Để tạo niềm tin cho các chủ xe, tài xế, Hiệp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ vận tải Bảo Trâm để kinh doanh dịch vụ vận tải và mở trạm dừng chân dịch vụ trung chuyển hàng hóa công ty Bảo Trâm. Hiệp thuê em trai là Hoàng Thanh Sĩ làm quản lý trạm dừng chân và Tạ Thị Thu Trà, vợ của Sĩ, làm kế toán trưởng công ty. Cơ quan điều tra xác định việc thành lập công ty và trạm dừng chân nêu trên chỉ để làm bình phong che đậy việc Hiệp bán logo công ty Bảo Trâm, thu tiền bảo kê để cảnh sát giao thông trên các tuyến quốc lộ 1. Từ tỉnh Ninh Bình đến Đồng Nai không xử phạt xe chở hàng vi phạm hoặc sẽ bị phạt với lỗi nhẹ hơn. Việc dán logo công ty Bảo Trâm, Hiệp giải thích với các chủ xe, lái xe là để làm ký hiệu cho cảnh sát giao thông dễ nhận biết là xe của Hiệp đã làm luật. Ngoài ra, Hiệp còn chỉ đạo vợ chồng Sĩ trực tiếp nhận tiền của các chủ xe, tài xế theo danh sách. Mỗi tháng, vợ chồng Sĩ Trà trực tiếp nhận của các chủ xe, tài xế hàng trăm triệu đồng. Tổng số tiền các bị can Hiệp, Sĩ và Trà đã chiếm đoạt của các nhà xe khoảng 900 triệu đồng. Theo cáo trạng, trong quá trình mở rộng điều tra đối với Trương Công Quang trong đường dây bảo kê xe quá tải đi qua quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Bảo Ngọc và Hoàng Thị Việt Hà, 39 tuổi. Cáo trạng nêu rõ, đầu năm 2022, có nhiều tài xế hỏi Ngọc có quen biết ai trong lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Đồng Nai không, để liên hệ giúp đỡ không xử phạt xe quá tải. Vì từng là cộng tác viên, phóng viên của một số tạp chí, nên Ngọc tìm hiểu và biết được trạm trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre là Trung tá Lê Ánh Dương. Vì vậy, Ngọc tự lái xe đến trạm Cảnh sát Giao thông Suối Tre để gặp Trung tá Dương. Lúc này, Ngọc giới thiệu là phóng viên của một tạp chí, đặt vấn đề nhờ giúp đỡ xe tải đi ngang qua Đồng Nai không bị xử phạt. Tuy nhiên, Trung tá Dương đã từ chối vì có tổ đặc biệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh nên không thể giúp. Tuy nhiên, sau đó có một tài xế nói với Ngọc muốn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thì gọi cho Trương Công Quang. Người này có thể can thiệp vào lực lượng Cảnh sát Giao thông Suối Tre để giúp xe chở quá tải đi qua mà không bị xử phạt. Sau đó, Ngọc đã gọi cho Quang, giới thiệu là phóng viên của một tạp chí, muốn được Quang nói mấy sếp Cảnh sát Giao thông giúp đỡ. Ngọc nói những xe gắn logo công ty Bảo Ngọc là xe của công ty Ngọc. Từ đây, Quang đã bảo kê cho nhiều xe có gắn logo công ty Bảo Ngọc và nhận số tiền hơn 9 triệu đồng. Từ manh mối này, công an đã mở rộng bắt giữ Ngọc cùng đồng phạm là Hoàng Thị Việt Hà, 39 tuổi. Theo cáo trạng, Ngọc và Hà ở cùng nhau như vợ chồng và quen biết với nhiều cảnh sát giao thông trên các tuyến đường miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ. Từ đó, Ngọc nảy sinh ý định sẽ bảo kê cho chủ xe, lái xe tải vi phạm luật giao thông. Thực hiện ý định, Ngọc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Bảo Ngọc Transport có trụ sở tại Hà Tĩnh. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là vận tải.
Thực tế, công ty không hoạt động mà mục đích là thu tiền của các chủ xe, lái xe tải và hứa hẹn bảo kê xe vi phạm, không bị cảnh sát giao thông xử phạt thông qua cách bán logo công ty Bảo Ngọc dán trên kính xe. Sau đó, Ngọc bán logo công ty Bảo Ngọc đến các lái xe, chủ xe tải lưu thông trên các tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đồng Nai và các tỉnh Tây Nguyên để lực lượng cảnh sát giao thông không xử lý hoặc nếu bị lập biên bản xử phạt thì chỉ bị phạt lỗi nhẹ. Đổi lại, các chủ xe, tài xế mỗi tháng phải đóng 6 triệu đến 8 triệu đồng cho Ngọc. Sau khi đóng tiền xong, Ngọc và Hà sẽ hướng dẫn chủ xe dán logo công ty Bảo Ngọc vào vị trí đầu xe để làm ký hiệu cho cảnh sát giao thông nhận biết. Ngọc còn in biển số xe đã nhận bảo kê đến một số trạm cảnh sát giao thông trên quốc lộ 1, quốc lộ 14, qua nhiều tỉnh, giới thiệu là phóng viên, cộng tác viên báo chí và đưa danh sách biển số xe cho lực lượng cảnh sát giao thông nhờ giúp đỡ. Do tưởng Ngọc là nhà báo và hứa hẹn bảo kê xe vi phạm, nên từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Ngọc lấy tiền của chủ xe, tài xế ở nhiều tỉnh thành trong cả nước gần 1 tỷ đồng. Số tiền này Ngọc và Hà sử dụng hết, không đưa cho cảnh sát giao thông. Tổ công tác đặc biệt do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thành lập, quản lý, có nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn Đồng Nai, trong đó tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường đấu nối vào quốc lộ, đấu nối vào khu vực mỏ đá. Địa bàn trọng điểm là thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và các huyện Long Thành, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán. Trần Thị Diệu Hoa là nhân viên cây xăng dầu Lan Phượng 2016, đóng trên quốc lộ 1 thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Tại cây xăng có kinh doanh hệ thống cân điện tử 100 tấn để cân xe nên Hoa quen biết một số cán bộ cảnh sát giao thông của trạm Suối Tre. Từ đó đã có hành vi môi giới hối lộ. Hoa biết Trương Công Quang có thể giúp các lái xe chung chi hối lộ tổ tuần tra đặc biệt thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, nên Hoa đặt vấn đề với Quang giúp đưa tiền hối lộ cho tổ tuần tra đặc biệt và được Quang đồng ý. Mức thu là 2 triệu đồng một xe một tháng. Để tiện liên hệ, Quang cho Hoa số điện thoại để Hoa nhắn biển số xe qua cho Quang. Sau đó cứ vài ngày, Quang lại cho người qua gặp Hoa để lấy tiền chung chi. Hoa đã thông báo cho các tài xế lái xe biết việc chung chi cho tổ đặc biệt và họ đồng ý. Theo lời khai, Hoa đã nhận tiền khoảng 2 tháng với tổng cộng khoảng 70 triệu đồng và đưa hết cho người của Quang đến lấy tiền mặt. Sau khi Trương Công Quang bị bắt thì Hoa đã xóa thông tin liên lạc với Quang. Bị can Quang khai nhận, khi nhận đưa số tiền 70 triệu đồng từ Hoa, thì Quang đã đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh người này. Ngoài ra, trong vụ án này, bị can Nguyễn Đăng Khoa nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế xe. Số tiền này Khoa được hưởng 10%, tương đương với hơn 120 triệu đồng. Khoa khai có đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt, khác 65 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát giao thông đang điều tra người mà Khoa khai. Cáo trạng xác định bị can Tân lợi dụng lái xe riêng của Trung tá Lê Ánh Dương, nguyên trạm trưởng cảnh sát giao thông Suối Tre, đã nhận tiền từ các chân rết Trương Công Quang, Nguyễn Đăng Khoa, Trần Thị Diệu Hoa cùng các đồng phạm lấy từ tài xế xe tải nhằm hối lộ cảnh sát giao thông để bỏ qua lỗi vi phạm với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 2, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng chuyển sang Tòa án Nhân dân cung cấp để đưa ra xét xử đối với các bị can Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Úc, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm, Lê Bảo Ngọc về tội môi giới hối lộ. Ngoài ra, trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng truy tố các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Thanh Sĩ, Tạ Thị Thu Trà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Hoàng Hiệp nguyên là cảnh sát giao thông Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2004 đến năm 2011. Đây là nhóm cò lấy tiền tỷ để bảo kê cho xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông Suối Tre mà báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh từng phản ánh qua loạt bài phóng sự điều tra. Đây là tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có rất nhiều xe tải chở cát đá đi ngang qua. Do đó, Trương Công Quang đã cấu kết với đồng phạm để lập đường dây thu tiền bảo kê. Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến tháng 9 năm 2022, Trương Công Quang cùng Hậu, Út, Đạm, Diệu Hoa và Ngọc đã thu tiền của các chủ xe, lái xe theo hình thức bảo kê, không bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi thu tiền hàng tháng, Quang sẽ đưa cho Trần Quang Tân để Tân lo cho lực lượng cảnh sát giao thông.
Trong khoảng thời gian trên, nhóm này đã nhận tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Đến tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Tân, Quang, Úc và Hậu để điều tra. Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an còn xác định cùng phương thức thủ đoạn tương tự, thì Nguyễn Đăng Khoa đã nhận tiền của rất nhiều chủ xe và tài xế với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, đưa cho Trần Quang Tân để hối lộ cảnh sát giao thông, bỏ qua, không kiểm tra, xử phạt vi phạm. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Đăng Khoa. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai còn xác định từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Lê Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Bảo Ngọc Transport, cùng với Hoàng Thị Việt Hà hứa sẽ bảo kê xe vi phạm không bị cảnh sát giao thông xử phạt. Các chủ xe lái xe phải nộp tiền theo tháng để mua và gắn logo Công ty Bảo Ngọc, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, Hoàng Hiệp, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Vận tải Bảo Trâm, cùng với Hoàng Thanh Sĩ và Tạ Thị Thu Trà, cũng đứng ra bảo kê, hứa cảnh sát giao thông không xử phạt khi vi phạm. Nhưng tài xế, nhà xe phải đóng tiền hàng tháng để được và gắn logo Công ty Bảo Trâm. Bằng thủ đoạn này, nhóm đã chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 900 triệu đồng của các nhà xe và tài xế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.